khi mình đã có một ngôi trường, một nơi mà mình muốn tới thì mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những cái hồ sơ cần thiết và không bỏ cuộc để mình đi đến cái điểm cuối cùng. Em tên là Phạm Duy Khoa, năm nay em 23 tuổi ạ. Dạ thì em là một người hướng nội và ít nói, và em thường tập trung vô việc học và việc làm nhiều hơn. Tính em thì thường làm tới nơi tới chốn, đó là những gì mọi người thấy ở em. Nhưng mà khi đi làm, đi dạy thì em lại thành một con người khác, em lại thành một con người hướng ngoại, tại vì đó là bản chất của công việc. Mục tiêu của em là sẽ học thạc sĩ, học và để lấy được bằng thạc sĩ giáo dục. Trước đó em sẽ học một chứng chỉ sau đại học trước để tiếp nối, vì bằng đại học của em là bằng cử nhân bên ngôn ngữ Anh, và giờ em theo giáo dục nên em sẽ học một chứng chỉ sau đại học trước một kỳ, và sau đó em sẽ vô chương trình thạc sĩ. Em sẽ lấy bằng thạc sĩ sau khoảng 1.5 năm tới 2 năm. Theo em tìm hiểu thì chương trình thạc sĩ mình sẽ thường học vào buổi tối và cuối tuần, thì tức là trong tuần mình sẽ có nhiều thời gian, và cũng như bên Canada cho du học sinh làm việc 20 giờ một tuần, thì em sẽ tranh thủ thời gian đó mình đi làm cũng như có thêm kinh nghiệm này kia, cũng có thêm các kỹ năng khác, và cũng như là việc đó sẽ hỗ trợ thêm chi phí cho mình. Đầu tiên là môi trường học tập sẽ thoải mái, sẽ không quá gắt gao, tại vì khi đi dạy em cũng là một người rất ít la và cáu gắt với học sinh, thì em nghĩ cái môi trường học tập thoải mái là cái đầu tiên. Cái tiếp theo là có những điều kiện để mình phát triển bản thân, như làm việc nhóm, làm chung các bài tập để mình có thể chia sẻ ý kiến và phát triển bản thân hơn. Dự định của em là sau khi tốt nghiệp đại học xong là mình sẽ đi du học thạc sĩ liền luôn. Và ban đầu thì em làm hồ sơ Mỹ rất nhiều, nhưng mà sau đó thì không tìm ra được hướng đi về chi phí, cũng như không có trường phù hợp và không có vị trí địa lý phù hợp, nên là em đã tham khảo thêm các quốc gia khác như là Canada, Anh và Úc. Thì điểm chọn cuối cùng của em là Canada. Tổng thời gian mà em làm hồ sơ Mỹ là cũng 6 tháng, và Canada thì em cũng mất 6 tháng để em có thể có được visa của Canada. Và em sẽ học thạc sĩ ở trường Thompson River University ở thành phố Kamloops, tỉnh bang British Columbia ở Canada. Đây là một ngôi trường trung tâm du học New World Education đã giới thiệu cho em. Và em cũng có tìm hiểu thị trường của em là một trường có rất nhiều du học sinh quốc tế từ các nước khác nhau, nên em nghĩ là nó sẽ có sự giao hoa văn hóa và mình sẽ học hỏi được nhiều hơn, cũng như kết bạn được nhiều hơn từ quốc gia khác nếu như mình mở lòng hơn và mình chịu khó hướng ngoại hơn. Và đầu tiên là có cái ngành học phù hợp với em, và thứ hai là vị trí địa lý thích hợp. Nơi này thì không lạnh như những nơi khác ở Canada, và có rất nhiều sinh viên quốc tế tới học ở đây. Em cũng đồng ý là tại một môi trường có nhiều sinh viên quốc tế, mình sẽ để được dành vô học thì mình cũng sẽ phải cạnh tranh với các bạn khác. Nhưng những gì em đã chuẩn bị là em đã có một cái bằng đại học loại giỏi trong các năm qua để có thể nộp vô trường. Tiếp theo là những cái chứng chỉ đã tham gia các chương trình ngoại khóa, và em cũng cố gắng viết các bài luận và một kế hoạch học tập rõ ràng để trường có thể chấp nhận mình. Em đến công ty New World vì em lúc đây đang làm hồ sơ du học Mỹ, và em đang tính theo học một trường tại Florida. Thì em đánh tên trường đó trên YouTube và em thấy công ty New World. Thì ban đầu em cũng đến công ty New World Education là em làm hồ sơ du học Mỹ tại bang Florida nước Mỹ. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì vị trí địa lý không phù hợp và dự kiến nhiều và thời gian học cũng kéo dài hơn, thì em lại quyết định bên New World tư vấn, thì em cảm thấy Canada phù hợp với mình hơn về trường học cũng như vị trí địa lý. Một cái nữa là em có một cái bệnh nền, nên là cái việc ở Canada là có khí hậu lạnh, nó sẽ không tốt cho cái bệnh nền của em, nó sẽ một trở ngại. Nhưng mà New World đã giới thiệu cho một em chỗ ấm, có mùa hè lên nhiệt độ lên tới 33-35 độ C, và mùa đông thì không quá lạnh như những chỗ khác. Các chị rất là nhiệt tình và chu đáo, làm hồ sơ, hướng dẫn hồ sơ rất tận tình và chi tiết. Để tìm ra được con đường tốt nhất cho mình thì em đã lập ra một cái bản kế hoạch chi tiết là những điểm lợi, những điểm bất lợi của những nơi mình sẽ tới, chương trình học từng nơi và học phí từng nơi như thế nào, môi trường học tập như thế nào của từng nơi. Những thông tin này thì mình sẽ tự tìm trên mạng, và mình cũng sẽ
tham vấn thêm các công ty du học để có thể đưa ra được. Và đừng bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có nơi phù hợp cho mình.